Rồi, mình xin chào tất cả anh em nha. Nay mình lục lạo được mớ máy anh em, về lên clip cho anh em mình xem giải trí nha. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề dưới nha anh em. Kênh mình bán thì có hai hình thức thôi. Anh em chuyển khoản mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Đấy. Còn cái vụ tiền ship đó là cao thấp gì là bên vận chuyển cho mình không có rành cái khâu đó nha anh em. Đấy. Mình không có ăn gì bên đó đâu mà cao thấp gì không? Còn anh em chuyển khoản đi mình bao ship dù có máy đó như thế nào nặng nhẹ. Đấy, tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V nha anh em, cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nha anh em, cháy rồi uổng. Đấy thôi rồi mình vô nha anh em, vô nha, rất rẻ. Đây, đầu tiên là một cây cắt kiển tỉa cành gì nè anh em, cắt kiển tỉa hàng rào tỉa yếu gì nè, anh em nào có chơi hàng rào thì tỉa. Đấy, Makita nên mình bán giá tốt luôn nè, điện 100V 80W nha anh em. Đây, dây nguyên rim nó như thế này nè anh em, mình phải chuyền nhông vô nè. Cái này được anh em mua mấy cái dây điện của mình lúc trước á, mấy clip trước dây chạy chục mét rim này vô là thôi quá ngay luôn. Dây đó bây giờ là hết rồi anh em, không còn nữa đâu. Vậy là anh em cứ hớt tóc, hớt rào riết cắt kiển mấy ta. Rồi cái số 1 250 nha anh em, 250. Đây cái số 2 là một cây, cái số 2 là một cây cưa kiếm nè anh em. Đấy, cái này có cái lưỡi nha anh em, này điện 100V 280W. Cái này anh em cắt những cái đường chật hẹp rồi này nọ là quá ok anh em, như cắt ống nước này nọ là đi bứng mấy ba cái cây mai rồi này nọ, cây mai mà nó nằm rễ nằm cái sát trong nhà này nọ là thọt cái này xuống là thôi lụm gạo. Anh em này đều tóc còn còn nha anh em. Đấy, bóp về là nhúc nhích nhúc nhích nè, bóp mạnh càng mạnh nha anh em. Đấy, bớt nhẹ chạy nhẹ. Đấy, nó nhúc nhích luôn. Đây. Con làm trầm đào cái số 2 400 nha anh em. Cái số 2 400. Đây, cái số 3 là một cái mài đây anh em. Một cái mài qua cương qua kiết gì đó anh em. Nè. Mài đây. Cái này nó còn ngon lành luôn nè. Makita điện 100V 600W nha anh em. 600W là nó mạnh lắm á. Đây nè. Đấy. Này này cao su đồ nó bọc ra này này anh em. Đấy. Bọc là bụi rồi, bụi ra đây luôn. Cái số 3 500 nha anh em. Cái số 3 500. Cái số 4 là một cây cưa lộng luôn. Bán giá hợp lý luôn, cưa lộng Bitdecker. Major USA nè anh em. Đấy. Đây nè.
đây nè, đẩy lên một cái trời là chạy nha. Còn em muốn chạy nhanh đẩy lên nữa được. Nó hai nấc nè anh em, nấc 1 này chạy cấp 1, nấc 2 chạy cấp 2 đó. Bán giá hợp tình luôn, giá bèo luôn. Đây cây số 4, 3,5 nghe anh em, 3,5. Đây cây số 5 là một cây mài đây anh em, cây mài có điều tóc. Cây mài này mình bán rất nhiều tại cái tem này nó tróc tróc rồi mình lọt luôn rồi, nó 500W nha. Lưỡi 1 tấc điều tóc đây nha anh em. Mọi nó thật kỳ em luôn. Đây. Lên thì anh em lên, lên giảm thì giảm cho anh em tùy theo mức độ anh em muốn cỡ nào cỡ đây, lên thì lên đấy. Nó có 5 số đó anh em, tùy theo anh em muốn sử dụng cái số nào thì cho phù hợp công việc thì anh em cứ sử dụng. Đây 5 số đây. Cái số 5 4,5 nghe anh em, 4,5. Đây cây số 6, cây số 6 là một cây không biết cây gì, cây này không biết kêu cái gì, nó là điện 100V, nó 600W, sản xuất tại Canada nghe anh em. Đây Bedecker này, sản xuất tại Canada. Nó đánh bằng gân nè anh em, có gân rồi có miếng nhám, gân rồi có miếng nhám nè anh em. Đấy. Cây số 6, 4,5 nghe anh em. Sao 4,5. Cây số 7 là một cây mít xa đây anh em. Cây này nó có 2 tay hả anh em? Có 2 tay nha. Có 2 tay. Đế đều niết là phải nó cực kỳ ngon lành. Hai tay mình bán giá 2 tay. Cái này về anh em mua mấy cái tay ấy gắn luôn. Rồi để vậy cũng bình thường anh em. Đây. Đây. Đấy, chạy nè. Luôn. Cái tay nè. Đấy. Cực kỳ mạnh nha anh em. Cấp 1 thì đó hạ nó xuống. Đấy. Đây, chắc nó đây. Cây số 7. 500 nghe anh em. Cây số 7 500. Cây số 8 là một cái nhám nè anh em. Đây một cây nhám, cây này nhám Bedecker sản xuất tại Anh Quốc nha anh em, sản xuất tại Anh Quốc. Cái này điện 100V, 350W, margin tại Anh nè đây nè, dây nguyên zin của nó nè, đã đời không đây nè. Đấy.
nói sao á. Đấy, mình sản xuất tại Anh Quốc nha anh em. Đấy. Này là Best Licker. Đấy, cây số 8 500 nha anh em. Cây số 8 500. Nhám này anh em. Đấy, con lành trên đầu. Gài hai bên nè. Gài. Đấy. Cây số 9 là một cây cưa đây anh em. Một cây cưa Hitachi. Cái lưỡi này là lưỡi nó lưỡi cắt gạch nha anh em. Lưỡi cắt gạch. Đấy, ngon lành luôn nè. Mấy cây này đỉnh lắm anh em. Mấy cây này là cực kỳ đỉnh luôn á. Điện 100V 1050W, lưỡi nó là 125 nha anh em. Cái lưỡi nó nằm mấy bên trái này nha. Anh em cắt thì nó dễ nhìn nha. Dễ mình kiểm soát cái đường cưa mình rất là dễ. Nó đang là cái lưỡi cắt gạch nha anh em. Đây. Đấy anh em thấy không? Đấy mình bóp cho anh em thấy. Mình mới đỉnh rồi. Đấy. Cốp cốp luôn nè. Đấy nó thắng éo éo luôn. Đấy cây số 9. Cây số 9 550 nha anh em. 550. Cây số 10 là một cây. Đây cây số 10 là cây rút đường quê, nó là đẹp len keng luôn anh em. Cái này là mình không có chùi nè, chùi cái là nó đẹp lắm nè. Bụi bặm nó đóng trong mấy cái ngách nhà nè, nó chùi cái nè lười luôn á. Mấy cái này nó đẹp, đẹp một cái luôn. Này giờ anh em chùi sơn cái là thôi cực kỳ luôn đó nè. Mấy cái này nó đẹp, đẹp dã man luôn á. Nó cực kỳ luôn nè. Tem của nó đây nữa nè. Tem nó cũng là chữ cũng mờ đó rồi anh em. Còn chữ ra băng, ra băng. Hiệu con tôm nè anh em. Anh em thấy hiệu con tôm này là mình bán rất là nhiều rồi. Hiệu con tôm này là anh em biết nổi tiếng nè. Tôm hàng hiệu. Cái này công ty nó nằm chắc giữa biển á. Cái đảo á. Đảo của Nhật á. Nè anh em. Đấy. Đây là tép ngon lành rồi nha anh em. Anh em cứ về là cứ việc là sử dụng thôi nha. Đấy. Cây số 10. 800 nha anh em. 800. Cây 11 là một cây cắt tôn nha anh em. Cây cắt tôn, cái cắt tôn này nó cuộn nha anh em. Cái cắt tôn Makita nè. Cái này mình bán cũng nhiều lắm rồi. Đấy. Đây nè, đấy. Có cái nút chỉnh này anh em. Đấy. Anh em dẫn ra thì bắt đầu nó vô cái còi mình bứt sâu vô thì nó có chạy rồi. Đấy.
Capitol cây số 11. 800 nghe anh em. 800. Cây số 12 là một cây mài khuôn nè anh em. Mài khuôn cây này là Mitachi. Đời cao nha. Mitachi. Điện 100V 750W. 750W nó có số nè anh em, có điều tốc nha. Đấy, mày khuôn thì anh em đút vô là dẫn rồi à. Đây nè. Đấy, số 1 này rất nhẹ nè, lên nè anh em, lên. Lên đánh nhỏ ghê nha. Đó, lên nè. Mitachi mạch khuôn, mạch khuôn mạch khiếp gì đấy. Cây số 12 600 nghe nam. Số 12 600. Cây số 13 là một cái cưa, một cái cưa Hitachi. Đấy, cưa Hitachi. Cái lưỡi nó mép bên trái nghe anh em, lưỡi nó nối bên trái nè. Anh em kiểm soát đường cưa phải nói là cực kỳ dễ nha. Này điện 100V 1050W, lưỡi của nó là 185 nghe anh em. Lưỡi 185. Đấy, đây nè. Đấy, ngon lắm chưa. Đấy, lưỡi cưa nằm bên trái nha anh em. Mấy con này phải nói là đỉnh anh em. Đấy. Nè, em thấy nó thắng éo éo. Đấy, nó cực kỳ. Cây số 13 600 nghe nè. Số 13 600. Số 14. Số 14 là cũng một cái cưa y vậy luôn, cũng đuổi mé bên trái luôn nè. Đấy, hình hai cưa này, mấy cưa này là giống như nhau luôn. Lưỡi 185, điện 100V, 1050W. Đấy. Con lành tư nè. Đây nè. Mấy cưa này phải nó bốc. Kỳ luôn nè. Mấy cái lưỡi này đang đen trên tại để rất ngoài bãi, rất là mưa nắng nè anh em, chứ anh em về cưa một hai đường là nó cắn lên thôi. Thép này nó là còn ok, răng thép đồ ok hết nha anh em. Cây 14 600. Cây 14 600. Cây 15 là một cây cũng y vậy luôn nè anh em. Có nhiều anh em mình cũng chia sẻ vậy, nhiều anh em nói thôi cái máy đó là có tiền ship chưa này kia nọ, nhắn tin trời mình trả lời rất là mệt anh em. Nhiều tin nhắn anh em trả lời cả mình nói là chuyển khoản mình bao ship, còn anh em nhận hàng trả tiền thì tiền ship anh em trả, mà anh em cứ nhắn tin là tiền ship như vậy là máy đó tiền ship chưa, không có nè anh em cứ chuyển khoản mình bao ship vậy thôi chứ không có gì hết. Nè, cưa này cũng lưỡi mé bên trái này anh em, là hình thức nó như nhau luôn. Lưỡi 185, điện 100V, 1050W nè. Đây nè.
giữa mấy bên trái này anh em cầm lại đường cưa này, nó là kiểm soát đường cưa rất là dễ nha anh em. Đấy, nghiêng cao thấp rồi nó đầy đủ hết trơn nha anh em. Đấy, cây số 15 600 luôn nha anh em, số 15 600 luôn. Cây số 16 là một cái cơ cưa thân dọc nè anh em, cưa thân dọc này lâu lâu rồi nay mình có về lại nè. Cái cưa thân dọc này điện 100V 1050W nha anh em, lưỡi nó là 125 nha, mắc in ra băng nha. Đấy đây anh em, đấy đèn đuốc là có nha anh em, đèn đuốc ok nha, nếu có đèn đuốc nha. Đấy. Đấy, ngon lành luôn, ngon lành cành đào, cưa thân dọc này cũng cả tháng đợi nay mới có lại nè, được cây giờ này mới cũng hiếm rồi nè. Đọc cây số 16 700 nha anh em, số 16 700. Cái số 17 là cũng là một cái cưa luôn, một cái cưa thân dọc luôn, cây này bích lấy cơ của Mỹ luôn, lửa của nó là 185 nha anh em, điện 100V, lửa 185, nó đang là lửa cắt gạch nha anh em, đang là lửa cắt gạch. Cây này nó mạnh ghê gớm, cái cây này là nó là cây này nó là 1150W nha anh em. Đấy, cây số 17 bếp đi cơ, cây số 17 này 700 nha anh em, 700 mạnh khủng khiếp. Đấy, số 18 là một cái cưa đây anh em. Đây, số 18 là một cái cưa, cái cưa này là Hitachi điện 100V 12A nha anh em, 12A là nó cỡ 1150W á, lưỡi của nó là 216 nha anh em, lưỡi 216. Đây, lưỡi chà bá luôn. Đấy, nghiêng cao thấp đầy đủ nha. Đấy, lưỡi 216. Đây nè, đây nè, cực kỳ đỉnh không. Đấy, thắng ngon lành luôn. Đấy, cây số 18, cây số 18 này 650 nha anh em, số 18 650. Đây, cây số 19 là cũng là một cây thứ nó luôn. Hitachi này là điện 100V. 12A là nó là 216 luôn đây anh em. Đây. Đấy, lưỡi 216 luôn. Hai cây này là giống nhau. Mấy cây này đỉnh không anh em, đỉnh không. Đây nè, nó cực kỳ ngọt luôn,
đây cây 19 650 nha anh em, cây 19 650, hai cây giống nhau cộng. Đây, cây 20 là một cây này là mình không hiểu nó là cây gì nha anh em. Đấy, thường thường mình kêu cây này cây nhắm băng nè, nó là cái tay nó cầm như cái cưa nè anh em. Điện 100V 1050W Tokyo ra băng nha anh em, ra băng nè. Còn cái nhám của nó là cái này nó để là 38 nhân là 915. Cái này nó 3/8 gần 4 phân đó. Còn cái chiều về cái vòng tròn nó là 915 nha anh em. Đó anh em mua có mua cái máy này thì mình theo cái này là mình mua thôi. Còn ở trên lệch nhau thì mình tăng đưa được nha anh em. Đấy. Mình tăng đưa là tăng đưa nó cái này nha anh em. Mình thọt cái con vít vô. Có cái lỗ nè. Mình thọt con vít vô là mình xay. Mình xay vô thì nó vô, còn xay ra thì nó ra nha anh em. Nó vậy đó. Đấy thôi. Nè, tay cầm đồ là chắc chắn luôn nè anh em. Đấy. Cực kỳ thôi anh em. Cái này từ hồi nào giờ mình mới thấy rồi, mình mới bán nè anh em. Đầu tiên. Cái này. Đây nè. Đấy. Đấy, nó in ru luôn nè. Đấy, in ru luôn. Đấy, có thắng luôn nè. Đấy. Còn hả, với nhám mà nó có trịch này thì anh em là cứ xây cái này nha. Xả ngốc này ra chút xíu nè anh em. Xả ngốc ra chút xíu là anh em cứ xây lại, mình chỉnh với nhám rồi ra vô đó. Chỉnh nhám ra vô là mình xây cái cốt này nha, cái tay cầm nè. Mình xả ngốc này ra chút xíu là mình xây là ra vô. Hôm qua mình mới về rồi với nhám nó chạy không có điều rồi mình không biết làm sao nó cái kiểu này làm sao rồi. Mình lục lạo một hồi mình dặn ngốc này ra cái là mình nghiêng qua nghiêng lại là nó đều lại. Nói chung mình cũng làm cho hai cái cho anh em thấy luôn để anh em. Đấy anh em. Đó mình nhích qua cái là nó chạy, giờ nó từ lưa ra nè. Đấy, bây giờ mình giờ đưa trở lại nè, đè xuống nè. Đấy, đè xuống. Đấy, nó vô rồi anh em. Đè xuống tí nữa là nó vô ngay luôn nè. Đấy nè, nè cá. Đấy. Mình chỉnh là chỉnh cái đó nghe anh em. Đấy, giờ mình dẫn này lại. Rồi anh em. Rồi. Ok. Đấy, đây nè, chạy luôn luôn nè. Chạy nó cực kỳ luôn luôn. Đấy, có thắng luôn anh em. Con này phải nói là cực kỳ luôn, ra băng ngon lành. Ngon lành cảnh đạo luôn. Đấy. Này về anh em làm nhắm băng là cực kỳ. Cây số 20. Số 20 này 900 nghe anh em. Số 20 900. Anh em nào muốn sưu tầm độc lạ hốt cái này, mình mới bán cái này đầu tiên luôn. Đây số 21 là một cái thùng đây nè. Đấy, một con nhám cực kỳ luôn, con cứ lỏng len can luôn nè anh em, nằm trong cái thùng luôn. Đấy, nó có điều tốt đây nè anh em, cưa lộn lan can sà beng. Đây anh em. Đấy.
số 1 nó nhúc nhích luôn. Đấy, còn anh em muốn lên nữa thì lên số thì lên anh em. Vậy thôi. Mình cũng đại khái nha anh em. Đấy, có cái thùng luôn nè anh em. Máy móc mà nó có cái thùng vậy anh em hiểu rồi, nó xài biết chừng nào mà hư. Có cái thùng lúc nào nó cũng phải là ngon lành hơn. Kín đáo hơn, không có ai mà ít va chạm, ít đập dở hơn. Đấy, rồi lại. Đây, cây số 21. Số 21 này 500 nha anh em. Số 21 500. Đây anh em. Chào mừng. Đấy. Đây một con mài Makita nè anh em. Con này phải nói là đủ đồ luôn nha anh em. Nắp chụp nó đầy đủ nè anh em. Đấy. Hai bên là nó đầy đủ luôn nè. Đấy. Cái bọ này có đầy đủ luôn nè anh em. Makita nè. Makita cái nói chung là mình bán hôm nay hàng Makita này cũng rất là nhiều rồi. Anh em mua cũng nói chung là anh em phản hồi lại là máy là ok. Để 100V nè, 300W nha anh em. 300W. Đấy. Đây nè. Đấy. Bụi bặm còn nè anh em, chứ về chùi ra. Đấy. Thảo nó chạy máy chạy thi thầm nghe anh em. Quá ok. Máy chạy thì thầm luôn đó nè. Đấy. Makita này giờ anh em chùi sơ lại nghe anh em. Chùi sơ lên. Chùi sơ lên như là thấy nó được cực kỳ. Đấy. Còn anh em xài mà anh em muốn sơn lại thì sơn lên, cái nữa là bận cái áo mới của nó anh em. Anh em sơn lên tùy theo ý anh em, rồi nó bắt mắt thôi. Để mình xài mà. À, vậy thôi chứ không gì. Rồi cây số 22 này 900 nha anh em. Đấy. 900 nha anh em. Này cái này là phải nó đầy đủ ráo luôn. Nói chung là không có thiếu gì hết trơn á. Còn thiếu cái chỗ là mình sử dụng nữa thôi. Đấy. Còn thiếu cái chỗ là về mình đúc cái gì đó mình mài vô, mài miết gì đó, mài này nó. Nói chung là clip mình nay có nhiều máy đó anh em. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề dưới nghe anh em. Đấy. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để nhận những cái video sớm nhất mình làm ra nha. Anh em nào đăng ký rồi cho mình một like anh em, phải mới là mình chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha. Mình bán máy này là trên anh em tốt nhất là gọi trực tiếp hoặc là anh em nhắn tin thôi nha. Còn anh em mà comment ở dưới là mình không có dòm tới đâu nghe anh em, mình đâu có quản đâu dòm tới, hoặc là Zalo nghe anh em. Nói chung là mình cũng mới đổi điện thoại mới, Zalo thì anh em nào có quá nè kết bạn lại nghe anh em. Điện thoại cũ của mình nó ra đi rồi, mình mới mua điện thoại mới thì ra Zalo này nọ nó cũng hơi thất thoát nghe anh em. Rồi chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.